cho lên đây, đây nó. Không có đủ chỗ. Đây mới là hàng khủng này. Đây mới gọi là hàng gọi là... À nó bé quá. Gọi là kinh chưa? Thực ra nhìn mẹ quay vào đây không tưởng tượng hết những cái thứ mẹ ghê gớm của nó, em hiểu không? Nhìn bên ngoài nó mới ghê. À. Chắc là bị vỡ à? Bị rách thôi. À. Chỗ núm để lắp vào. Ừ. Quả này coi như chán luôn. Nghe cái tiếng của nó bật mắt âm thanh lên thì nghe sướng.